Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân thương của Lê Minh. Hôm nay là chiều thứ ba 2 tại Bắc Mỹ. Cuộc sống thì vẫn phải tất tần tật. Anh chị em các bạn thấy cuộc sống ở bên Mỹ, nhiều khi mình lên mạng mình thấy cái gì nó cũng nghe người ta nói cái chuyện này chuyện nọ, nhìn cái gì nó cũng thấy rất là đơn giản. Nhưng mà phía sau đó nó là những cái sự tất tần tật của con người. Một cái đất nước mà có đời sống cao thì nói chung anh chị em các bạn nên nhớ rằng nó cũng có biết bao nhiêu những cái nan đề của nó. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Anh chị em các bạn đây là các bạn biết ở bên Mỹ mà tai nạn xe cộ nó xảy ra hàng, phải nói có thể nói là tính bằng giây đó. Cho anh chị các bạn nên nhớ, tai nạn xe cộ bên Mỹ nó tính bằng giây chứ nó không có tính bằng phút hay là bằng giờ đâu. Đấy, là anh chị các bạn xem những cái tai nạn xe cộ bên Mỹ. Khi có những cái tai nạn xe cộ như vậy đó thì anh chị các bạn thấy cảnh sát nó tới là nó sẽ lập biên bản. Rồi hai bên người ta sẽ đối chiếu với nhau bằng bảo hiểm, và bên những cái công ty bảo hiểm nó đứng ra nó sẽ dàn xếp cảnh sát nó đến nó lập biên bản, xong rồi ai lỗi ai phải trái như thế nào. Các bạn biết nó sẽ rồi nó sẽ đưa ra bảo hiểm bên nào lỗi bên nào phải là bên đó sẽ đền. Rồi có thể bên mà lỗi đó sẽ bị bên mà không lỗi nó sẽ kiện, nó kiện bảo hiểm. Anh chị em các bạn biết nó kiện bảo hiểm, nó sẽ kiện bảo hiểm, nó đền bù. Cho nên bên này các anh chị các bạn biết bên Mỹ vấn đề mà mua bảo hiểm xe cộ mà bị tai nạn như vậy rất là rầu, là mình sẽ bị tăng giá. Chưa nói là vấn đề mà bảo hiểm mà tăng như vậy, các anh chị các bạn biết nó rất là, nó làm cho đời sống của mình cũng bị xáo trộn chứ không phải là giỡn. Và trong cái khi như vậy đó, anh chị các bạn biết nếu mà bên lỗi đó thì cảnh sát nó còn phạt một cái ticket nữa, nó còn phạt, nó lập biên bản, nó sẽ phạt cái người bị lỗi. Anh chị các bạn thấy nó phạt là mình phải đóng cái tiền phạt nữa. Nó rất là đau qua đó, chứ không phải Việt Nam mình mà các bạn mà xe đụng và nhảy ra đó rồi người này la người kia hét người nọ nhảy lên đập người kia kéo cả làng cả xóm cả một cái quân đội ra để đặng mà là nằm vạ hay ăn vạ với nhau. Bên này coi như vấn đề tai nạn xe cộ anh chị các bạn biết nó có một cái pháp luật của nó, anh không cần biết lỗi phải gì, anh chỉ ngồi yên nó đi, anh để cảnh sát nó lại nó lập biên bản rồi bảo hiểm nó làm việc. Chứ anh đừng có nhảy ra anh xạo anh la làng la xóm rồi anh nằm dạ là các bạn biết rất là phức tạp. Nhiều khi mình vu khống người ta hay là mình làm mình ăn vạ đó, hay là mình làm bài ra lắm trò đó, các bạn biết nó điều tra ra được đó là còn mệt nữa. Cái vụ tai nạn xe cộ bên Mỹ tôi nói cho anh chị các bạn biết đây là một cái sự thật rất là đau lòng. Vào khoảng thập niên 80 cho đến 90, hai cái thập niên đó các bạn biết người Việt của mình ở bên Mỹ đó chơi những cái trò, tại vì mình qua đất nước người ta rồi mình cũng mang theo những cái sự lưu manh mà cái miếng thành phần mà chế độ cũ chống cộng đồ, nó qua bên Mỹ nó tìm đủ mọi cách để đặng mà nó lòn lách những cái luật pháp của nước Mỹ. Anh chị em các bạn biết nó đụng xe nhau, nó mua cái bảo hiểm 1 triệu đồng. Đấy, nó mua cái bảo hiểm 1 triệu đồng, nó tông đích nhau. Thằng này hẹn thằng kia ra kia chạy tông đích vô, và trong chiếc xe đó nó ngồi 5 người thì nó sẽ đền hết 5 người. Chiếc xe 5 chỗ thì đền 5 người, xe 7 chỗ thì đền 7 người. Khiếp lắm, các bạn biết thời gian đó sau những cái sự việc như vậy, bảo hiểm nó thấy rằng có những cái gì đó nó bất cập. Cho nên nó điều tra, nó đặt máy nó điều tra. Anh chị em các bạn biết đó, nó đặt máy nó điều tra và nó bắt. Kỳ đó nó bắt cũng hơi bị nhiều á. Và cũng dẹp qua một cái đợt đó. Các bạn biết những cái sự việc mà nó xảy ra như vậy trên bên Mỹ đó thì
bảo hiểm tăng. Bảo hiểm nó sẽ tăng, nó không phải nó tăng cho những người đó không nữa, mà nó tăng chung cho cả toàn quốc. Khi mà tụi bảo hiểm, tụi tư bản mà nó thu về lợi nhuận nó không được đó, nhiều đó. Anh chị em các bạn biết đó, ở bên Mỹ thiên tai là tai nạn giao thông và những cái tai nạn trong cửa hay là bất cứ về loại bảo hiểm nào mà tụi bảo hiểm, tụi tài phiệt mà khi nó thiệt hại đó, nó sẽ tăng. Nó sẽ tăng toàn quốc, nó tăng, ai nó cũng tăng hết. Cho nên các bạn biết tại sao bảo hiểm bên Mỹ nó cứ mắc, nó thay đổi, nó thấy khi người ta mà gian lận như vậy thì nó đánh vô consumer. Thì những người mà những người mà gian lận đó, các bạn biết lúc nào nó cũng đè đầu người dân ra phải chịu đòn hết. Chứ không phải như các bạn nghĩ ở trong nước Việt Nam mình, như cái lối sống nó như vậy, bên Mỹ nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên các bạn thấy hiện nay ở bên Cali cháy rừng cũng vậy. Những cái đền bù cho đó, các bạn biết nó sẽ đè được trên đầu tất cả những cái toàn những cái hãng bảo hiểm đó, nó sẽ tăng chung hết. Nó gọi là nó tăng cái premium, có nghĩa là các bạn mua cái bảo hiểm nhà đó, tôi nói giả tỷ như bảo hiểm nhà đó một năm là 1.500 đô, thì nó sẽ nhích lên 100 đô cho mỗi một hộ thôi. Thì các bạn biết tất cả mọi người đều lãnh đủ hết. Thấy các bạn thấy những cái cơn mà lũ lụt bên Mỹ, những cái cơn mà tai nạn thiên tai bên Mỹ vậy, bảo hiểm nó tăng là nó tăng chung hết. Cho nên nó phải cái gì cũng vậy, một người bị là cả một cái nước Mỹ. Tụi bảo hiểm tụi tài phiệt mà, nó đâu có mất. Các bạn biết thì nó sẽ tăng. Bởi vì các bạn thấy những bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe, y tế, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm mọi thứ bảo hiểm á, khi nó bị người ta lạm dụng á, thì những người consumer là những người mà dân mà gọi là tiêu thụ đó, họ bị dính chấu hết. Đấy, cái thằng Mỹ nó là như vậy, nó cai trị cái dân Mỹ là như vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi qua bên Mỹ là tôi gian lận, là tôi chỉ gian lận được cái vấn đề của chính phủ hay một cái bộ mà tư pha cái bên bảo hiểm của mình tôi thôi. Không, các bạn biết nó thiệt hại là bắt đầu nó sẽ tính chung ra hết. Tất cả các bạn biết hàng hóa ở bên Mỹ nó bị lạm phát hay là nó bị tăng giá cũng vậy. Cho nên ở Mỹ các bạn biết nó vấn đề mà ăn cắp vặt đó, ăn cắp vặt một năm tôi nhớ đó là chuyện ăn cắp vặt không đó, lên khoảng 20 tỷ đô. Thì các bạn nghĩ đến cái tiền đó nó sẽ búng vô trong cái toàn bộ cái consumer người tiêu dùng hết, nó sẽ tăng hàng loạt lên. Cái lối sống của người Mỹ, cái cách và trị của cái hàng tư bản là nó như vậy. Các bạn thấy đó, những cái thành phần chống cộng cực đoan mà bao que xỏ lá ở bên Mỹ, tụi nó không bao giờ biết về những cái chuyện này. Nó chỉ ngồi đó, nó cúi, nó đi, nó chổng đầu xuống đất thôi. Bởi khi Lợi Minh mà chia sẻ về những lĩnh vực này, các bạn biết, nó rất là sợ. Nó chửi Lợi Minh, mày là ăn cháo đá bát, mày là cái này cái nọ. Ở đất Mỹ này không có ai ăn, những người như tôi á, tiền trao cháo múc, tiền chúc cháo đông, có làm mới có ăn thôi. Chứ không có ngồi đó mà ăn bám Mỹ như tụi nó đâu. Các bạn biết khủng khiếp lắm, cái xã hội Mỹ nó muôn màu muôn mặt. Cho nên mình đừng nghĩ rồi qua Mỹ tôi hưởng trợ cấp. Hôm có mấy hôm nay cũng có cái thằng nó gọi là thằng Vũ Washington, nó lấy cái nick chứ, nó lấy cái tên của nó vậy. Các bạn biết nó nói bên Mỹ khuyến khích đi đẻ rồi đi bảo hiểm, nó nói với người nhà nó đó là đi đẻ bảo hiểm là không có trả tiền. Tào lao, này rất là xạo giả mang, nó nói còn phải khuyến khích đi đẻ nữa. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nhé. Cái đó là tào lao, rất là tào lao, xạo trá và bịp bợm. Ở Mỹ nó không có chuyện khuyến khích người ta đẻ, mà bảo hiểm các bạn biết, nếu mà đi đẻ đó, tôi nói tốn kém vô cùng. Bởi vì tại sao người Mỹ đó, họ rất là sợ đi đẻ. Vấn đề nuôi con đã cực nhọc rồi, mà tiền bảo hiểm nó rất là mắc, cho nên người ta sợ. Chính vì cái cuộc sống như vậy, người ta rất là dè dặt, sanh con đẻ cái nhiều mà không có dạy dỗ nó được. Các bạn thấy xã hội Mỹ không? Nó muôn màu muôn mặt. Phía đằng sau nó là cả một cái lịch trình của luật pháp. Chứ không phải là giỡn đâu, các bạn đừng nghĩ rằng anh này anh kia ăn trợ cấp xã hội, tôi qua Mỹ là tôi được hưởng cái này được hưởng cái nọ. Anh đến Mỹ anh được hưởng những cái đó, nhưng anh có biết là biết bao nhiêu người khác họ phải làm đóng thế sặc máu để đằng mà để bỏ vào trong cái tiền của chính phủ để chính phủ lo những cái chuyện đó không? Đâu phải giỡn đâu.
Bởi vì tại sao chính quyền của ông Trump á, các bạn biết tụi mà Republican lúc nào cũng vậy, nó ép, nó tìm đủ mọi cách để đặng nó tạo cái cuộc sống cho cái người giới dân trung lưu, mày phải đi làm để đặng mày đóng thế vào trong đó, chứ không có ngồi đâu mà ù lì chờ chính phủ cho ăn được. Các bạn thấy xã hội Mỹ nó như vậy, nó không phải giống như là một cái bánh vẽ như tụi chống cộng cực đoan ở bên Mỹ nó tuyên truyền, mà anh chị em các bạn lên trên này mà các bạn nhìn thấy, các bạn nghe nó nói, nó cho các bạn ăn bánh vẽ thôi. Các bạn vào trong cái diễn đàn của Lợi Minh, không phải Lợi Minh quảng cáo gì, các bạn sẽ thấy tụi nó cuồng Mỹ một cách điên khùng. Nó ngồi mà nó nói chuyện trên trời dưới đất không. Nó bảo là bên Mỹ không có thuốc giả. Tôi đưa cho nó những cái link đó, đó là bên thông tin truyền thông của Mỹ và thống kê của Mỹ nó đưa ra thuốc giả ở Mỹ như thế nào. Nó nói là ở Mỹ nó không có, nó sản xuất, nó không có đem qua nước ngoài. Tôi đưa cho nó xem những cái mà thuốc của Mỹ nó sản xuất ở đâu, cái nguồn gốc. Nó nói tụi nó tối toàn là vấn đề cảm tính không. Anh chị em các bạn thấy đó. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta lên mạng là chúng ta phải cẩn thận. Cẩn thận những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp. Tụi nó cho quý vị ăn cái bánh vẽ. Ở đây là mình không phải dọa, không phải hù, làm cho các bạn sợ về nước Mỹ. Các bạn phải biết về mặt trái của nước Mỹ, phải biết về cái mặt trái của nước Mỹ, để rằng mình có tới, mình có dịp, hay là mình có cái cơ hội mình tới Mỹ, mình sẽ không bị sốc, mình sẽ không bị khủng hoảng về tinh thần. Các bạn thấy cái nghĩ là xe ăn Mỹ giống như đi lên thiên đàng vậy, ngồi nhìn thấy xe cộ đường xá thì cứ nghĩ là ồ, bên Mỹ đã quá, bên Mỹ ngon quá, bên Mỹ sướng quá. Nó cái sướng, cái ngon của nó chỉ là cái bánh vẽ thôi. Khi bước vào đó là nó cả một cái vấn đề. Tôi nói anh chị các bạn, tại sao có những người Việt sang Mỹ họ cũng sất bất sang bang, họ vẫn không nhà không cửa, họ phải sống vô gia cư. Đấy, các bạn thấy cái tụi chống cộng cực đoan ô hợp nó lên mạng, nó còn nói là ở Mỹ đó người nghèo được cho ăn. Nó nghèo được cho ăn, nhưng mà nó bắt phải đi làm, chứ không phải nó cho anh ăn hoài. Các bạn nên nhớ vậy, nó chỉ giúp trong tạm thời thôi, mà nhưng nó bị lạm dụng. Nó bị lạm dụng, nó bị những người như cái đám chống cộng cực đoan, tụi nó lên mạng nó ăn được tiền của chính phủ á. Nó lạm dụng. Các bạn biết đó, xã hội Mỹ mà. Các bạn thấy không, những người này là những người dân lao động, mà người ta làm, những người này là người Mỹ tay cơ rồi, tội nghiệp họ lắm. Các bạn biết đó, những người này đó, họ đi qua đây này đó, là họ làm về những cái nông trại như vậy nè. Các bạn biết họ đậu xe gì họ làm đó. Đấy, họ làm rất là vất vả. Mỹ tay cơ, đa số là dân Mỹ tay cơ, nó làm bên lĩnh vực này rất là nhiều. Các bạn thấy không, nó đi hái rau, hái cải cho những cái nông trại đó. Nó làm khi tới khuya, tới tối, nó làm thấy tội lắm. Tụi Mỹ các bạn biết công việc gì nó cũng làm á. Mà những cái dân này các bạn biết, nó không phải như cái đám ô hợp chống cộng cực đoan bên Mỹ. Các bạn thấy mỗi một năm vậy đó, là theo thống kê đó, tụi Mỹ đó, nó gửi về cho bên nước của nó đó là khoảng 20 tỷ đô la. Các bạn biết nó làm á, nó chắc chiêu từ đồng từ cắt vậy đó, thấy tội lắm kìa. Nó làm công việc gì nó cũng làm á, nó làm rồi nó gửi về bên quê hương của nó. Các bạn thấy đó, thằng Mỹ nó sát bên ranh giới của thằng Mỹ đó, mà nó cũng vất vả trăm bề. Nó vất vả trăm bề, tôi nói hơi quá đáng. Các bạn qua đó mà đi ở những cái vùng ngoại ô đó, ngoại thành đó, dân Mỹ nó khổ còn hơn dân Việt Nam mình đó. Các bạn đi trên cái đường mà đi qua cái hướng nó gọi là Broken Point đó, cái chỗ mà khách du lịch đó, nó ăn xin nhà nó lụp sụp lệ sệ, thấy tội lắm. Cho nên nó tiến đường, nó đi qua Mỹ, cái công việc gì nó cũng làm cho nó không có care, là quan tâm là cái việc nó như thế nào. Miễn sao nó kiếm được cái ngày đó ra được 100 đô, rồi nó về, anh chị các bạn biết nó ở chung cư gì nữa. Nó thuê một cái chung cư một phòng, hai phòng vậy đó, là cả 5-6 đứa, khi cả chục đứa vậy đó. Nó vô đó nó ở chung với nhau, rồi nó chia cơm, xẻ áo, nó giúp đỡ lẫn nhau, rồi nó sống. Các bạn thấy, người ta đi tha thương cầu thực, nhưng mà người ta không có mất dạy và vô liêm sỉ giống như cái lũ chống cộng cực đoan ở bên Mỹ đâu.
tụi nó cũng tha thương cầu thực thôi chứ nó có con mẹ gì. Cái đám đó rồi các bạn thấy nó qua Mỹ, nó ăn bám nước Mỹ thôi. Bây giờ lại có cái thằng, cái lão đào tục quần dọ thằng Lợi Minh này nữa. Bà nói cha nó, tôi đang tìm cái link đó để tôi gửi lên cho FBI. Nó treo giá Lợi Minh. Còn mình mới hay được tin này bữa nay chứ. Mấy cái đám khùng khùng điên điên dễ hơi, mày đụng tới thằng Lợi Minh này là mày chết mẹ mày chứ, đào tục quần. Tụi mày mà đụng tới cộng lông chân tao là tụi mày tới số. Mấy đám khốn nạn mất dạy, cái lũ ô hợp dòi bò. Hàng cái thằng đào tục quần, tao thách tụi mày đó. Ly Xà Phạm bây giờ mà, cái đám mà của Ly Xà Phạm bây giờ mà FBI nó cốc đầu mà ngồi mà rung cầm cập rồi. Tới cái thằng đào tục quần này, tao sẽ dạy cho mày một bài học thế nào là luật pháp Mỹ. Tụi mày tưởng đâu là tụi mày ăn hiếp được những người khác là mày ăn hiếp được thằng Lợi Minh này hả? Cái lũ ô hợp. Em chào anh Cầm, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Các bạn biết mấy cái đám mà chống cộng bên Mỹ này toàn là cái quân ô hợp, khố gách áo ôm khôn nhà dạy chợ. Nó không có ra hồn vía gì chứ. Nó làm mấy cái chuyện tào lao. Tào lao dở hơi biết bơi. Cho nên tôi chia sẻ cho anh chị các bạn thấy cái cuộc sống và xã hội ở Đức Mỹ nhiều khi mình nhìn thấy nó không phải giống như những cái thành phần mà chống cộng cực đoan nó lên mạng nó bài vẽ lắm trò lắm chuyện. Nó không có như mơ như vậy đâu. Cái xã hội Mỹ, như các bạn sống ở Đức Mỹ này giống như các bạn sống trong một cái cộng đồng quốc tế gì đó. Nó gần giống như vậy đó, trong một cái cộng đồng quốc tế vậy đó. Hồn thằng nào nó giữ thôi, khôn nhờ dạy chịu. Còn mà cái thứ mà ương ương dở dở thì các bạn biết cái người Việt của mình mà đi ra nước ngoài rồi cái tính nó còn xấu dã man, nó còn xấu ghê hồn lắm. Người dân trong nước người ta còn biết học hỏi để người ta mà văn minh, người ta phát triển, người ta đổi mới để người ta tiến bộ hơn. Còn cái đám mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ toàn là cái lũ dòi bọ, nó đi thụt lùi không à. Nó đi thụt lùi không à. Các bạn nhìn nó đi thụt lùi á, các bạn mày vô mà tranh luận với tụi nó mà nghe tụi nó nói á, màng đất ơi, thấy ơn chờ đậu luôn. Ơn chờ đậu. Như cái thằng mà Steven Trần, rồi bây giờ lại có thằng Vũ Washington. Màng đất ơi, tôi để cho nó nói chừng nào mà nó chửi Bác Hồ hay là nó chế ảnh là tôi mới block nó thôi. Có mấy cái thằng ô hộp nó chế ảnh Bác Hồ nãy kia rồi, nó bôi nhỏ, nó làm tầm bậy tầm bạ, tôi mới block nó. Còn mày đâu, cho mày nói đi. Nói không có một cái căn cứ nữa. Tiền thất nghiệp, nó đem ra tiền thất nghiệp ở bên Mỹ. Các bạn bên nhớ đó, ở bên Mỹ đó, tiền thất nghiệp không phải là ai thất nghiệp cũng được lãnh lương đâu. Tiền các bạn phải làm đủ cái quý của nó, các bạn phải đóng đủ cái quý của nó. Ví dụ tôi nói là vô cái hãng đó làm mới có 3 tháng mà bị thất nghiệp hay là dẹp hãng gì đó là cũng không có đủ để bị lãnh tiền thất nghiệp. Nhưng mà nếu mà đi làm nói mà thất nghiệp đó có nhiều trường hợp lắm. Thất nghiệp bị đuổi việc coi như là ăn húp cháo luôn. Anh chị em các bạn nên nhớ đó. Nó sẽ cái sở thất nghiệp á, nó sẽ phạt cái người đó và nó là có thể là nó không cho nó xét lại tại vì anh bị đuổi việc. Cái tiền thất nghiệp đó là cái tiền của công ty nó đóng vào đó, nó đóng vào. Nếu tất cả những người mà xem cái paycheck đó, trong đó nó có cái khoản tiền thất nghiệp trong đó, nó gọi là unemployment, nó đóng vào trong đó. Cho nên anh phải đóng đúng cái quý của cái năm đó thì anh mới được lệnh. Còn anh làm mà 3 tháng, tôi nhớ là như 3 tháng 6 tháng không đủ, phải làm ít nhất là trên 6 tháng mới đủ cái quý của nó mới được lãnh. Chứ đâu phải thất nghiệp Mỹ mà lãnh được có 6 tháng mà lãnh hả, nó giật mình cũng chần ai chứ không phải là giỡn đâu. Các bạn biết mỗi một ngày vậy nó bắt phải đi xin việc làm, là anh phải đi điền đơn, anh phải đi xin việc và anh phải báo cáo về sở thất nghiệp. Mà nó anh không báo cáo về nó cúp nó phạt rồi nó cúp cái tiền thất nghiệp. Đấy. Mà cái tiền thất nghiệp anh chị các bạn, tôi nói làm lương như một tháng cho 3.000 đi, mà anh đi làm anh chỉ lãnh cao lắm 1.000 rưỡi là tùy theo tiểu bang nha. Tôi nói lấy cái tiêu chuẩn đi,
trung bình đi 1.500, 1.250 còn mà không tới nữa. Tôi nói còn những người làm lương chừng 10 đồng, 10, 10, 15 đồng giờ hay gì đó, lãnh cao lắm là chừng 900 là dữ lắm, 800, 900 là dữ lắm. Các bạn thấy những cái phản đó làm sao mà sống nổi, là nó phải lập nó lo để đi kiếm việc làm rồi. Các bạn thấy đó. Chỉ có thời ông Obama đó, ông, các bạn biết ông tăng cái tiền mà thất nghiệp lên tới một năm, rồi sau này ông tăng lên tới 1.5 năm luôn. Cho nên kỳ đó cái vụ cho đó mà ông cũng đi vay nợ về, ông tốn kém biết bao nhiêu tiền bạc để đặng mà ông tạo cái phúc lợi xã hội cho dân mà là trung lưu, dân mà lao động, mà dân mà nó ngồi nó ăn bám của nước Mỹ đó, các bạn biết đó, nó ngồi đó nó ăn á, nó ù lì á. Cái thời ông Obama mà tồi tệ chứ. Thì tôi chia sẻ để anh chị em các bạn thấy về cái mô hình của nước Mỹ, tất cả cái gì cũng vậy, bảo hiểm, những cái tuổi tài phiệt, tôi nói với anh chị các bạn, nó không bao giờ mất cái gì hết. Nó làm ăn thua lỗ, mấy thằng ECO các bạn biết nó khôn lắm, nó làm xong rồi hả, nó tạo ra công ty nó đủ uy tín rồi, bắt đầu nó hợp thức quá, nó đưa vào trong thị trường chứng khoán, nó đưa lên IP, nó đưa vào cái IPO, cái thị trường chứng khoán của nó, các bạn biết, nó đưa vào trong đó nó hợp thức quá, bắt đầu nó trở thành một cái ngân hàng CEO. Ví dụ nó có chuyện gì chăng nữa là nó chạy thôi, là dân mà gọi là tóc, dân mà mua cổ phần của công ty của nó coi như là mất, thì những người đó mất trắng tay thôi. Còn thằng ECO bên Mỹ, các bạn biết luật của tụi nó đó, nó gần như nó như là một cái thằng chủ, nó mà bị đuổi việc hả là phải đền bù cho nó, mặc dù nó bị đuổi việc, các bạn biết đền bù trả cho nó tiền, có nói tùy theo công ty nha, tôi nói là có thể bạc chục triệu trở lên, vài trăm triệu trở lên. Các bạn biết, tôi thấy vừa rồi, các bạn biết thằng Alibaba, thằng đi Alibaba, các bạn biết thằng này nó rất là khôn, đúng ra trên thị trường vừa rồi nó biết cái cuộc đánh kinh tế của ông Trump với lại thằng China, nó lật đật nó bán cổ phần liền, nó nói nó là nó về hưu, nó nói nó nghỉ hưu, nó không làm nữa. Các bạn thấy nó khôn ghê không, cổ phần của nó rớt xuống nửa giá liền, màng đẹp ơi, nó khôn, nó chạy trước, nó bán hết. Cuối cùng các bạn thấy những người mà mua cổ phần của nó, các bạn thấy những người mà mua cổ phần của nó là dân danh hết. Bây giờ nó bán cổ phần nó hết rồi, nó về nó ngồi nó nhịp chân thôi. Thằng đó rất là khô. Cái đó là chơi ma giáo đó. Nhưng mà các bạn biết luật pháp nó có khe hở mà. Nó lạm dụng cái pháp luật nhưng mà đâu có trừng phạt nó được. Tại vì nó thấy được, bây giờ tao nghĩ tao về hưu, nó là thằng CEO, là founder nữa, là nó bỏ nó giọt, nó chạy. Các bạn thấy mấy thằng tư bản mà, nó khùng lắm. Tôi thấy chung lúc mà hồi lúc mấy cái thời kỳ mà kinh tế Mỹ của nó rớt như vậy, các bạn thấy mấy thằng ECO, thằng nào mấy vẫn ngồi nhà mát ăn bát vàng. Các bạn thấy những cái thằng mà làm suy sụp cái nền tài chính của Mỹ không? Có thằng nào đi tù đâu, tụi nó vẫn ung dung, vẫn ngồi trên đống bạc, tiền của nó là tiền tỷ không đó. Các bạn biết, đừng có nói mà là bạc trăm triệu nhé, tôi nói tụi nó là tiền tỷ, có nào đi tù đâu. Thằng Lehman Brothers rồi nhiều thằng đó, các bạn thấy, tôi có một cái bài báo về tụi kinh tế, nó viết về mấy tụi đó, có thằng nào đi tù hay là bị gì đâu, còn dân cu đen thì mất hết. Các bạn biết thằng Alibaba nó cũng khôn lắm, nó tính, nó thấy rằng cái thị trường Mỹ nó thấy nó ăn không được nữa, nó bỏ của chạy lấy người. Các bạn thấy ngay cả thằng Alibaba này nó cũng có nhìn xa, nó thấy rồi, nó nói cái cuộc chiến kinh tế của Mỹ với lại Trung Quốc hiện nay nó sẽ mất ít nhất là 20 năm để phục hồi. Các bạn là nhớ rồi, nó mất ít nhất 20 năm để phục hồi cái nền kinh tế, lại cái kinh tế vậy. Lúc đầu thằng Trung Quốc nó không nghĩ là ông Trump dám búng nó một cách mạnh như vậy. Ông Trump này ổng là dân làm kinh tế mà ổng đâu có sợ đâu, mà ổng biết rằng các bạn biết là cái thị trường của thằng Mỹ nắm bởi tài phiệt này. Hiện nay thì phải nói là ổng làm thằng Trung Quốc tơi bời bà lá.
thằng Trung Quốc này trời hại nó, nó đi ăn hiếp những cái quốc gia yếu nhỏ. Các bạn thấy bây giờ nó tơi bời bà lá tuyệt vời. Thì nói chung các bạn thấy đó, thương trường nó là chiến trường. Cái xã hội bên Mỹ các bạn thấy nó nhiều khi nhìn nó bên ngoài thì như vậy, nhưng mà thực chất của nó khủng khiếp lắm chứ không phải giỡn đâu. Tôi mà không cẩn thận các bạn biết, không có dùng cái đầu của mình mà không lạnh một chút xíu là bây giờ tôi cũng dằn vô dách. Chứ không phải nói trên cho các bạn biết, giờ này tôi cũng đi ăn mài thôi chứ không phải giỡn đâu. Các bạn biết mất là mất trắng tay đó, mất coi như là làm lại từ đầu. Nhiều người Việt của mình, các bạn biết trong cái đợt mà kinh tế Mỹ mà nó sụp vừa rồi, dằn vô dách tơi bời bà lá. Bây giờ có nhiều đứa nó ôm cái nhà, giờ nó trả tới hôm nay mà cái giá nhà vẫn chưa có kéo lại nổi. Các bạn biết tại hồi lúc nó mua cao gấp 3 lần, mà khi nó tụt xuống, nó tụt trừ luôn. Mà các bạn nghĩ đi, có nhiều đứa nó bỏ tiền vô nhiều quá đi, nó bỏ vô nhiều quá đi, đặng nó đau nó mua cái căn nhà nó trả góp đó. Bây giờ nó bỏ rồi thì có đứa bỏ cả 100,000, hỏi các bạn chứ bây giờ bỏ cái nhà để phá sản thì tiếc 100,000, ôm cái nhà thì phải phóng theo Lào, anh chị em các bạn biết. Cuối cùng bây giờ vẫn phải ngồi nó ôm nợ, phải refinance. Các bạn biết thằng Mỹ đó nó hay lắm, nó cứ refinance, nó làm cho cái nợ của mình cứ thiếu rồi mình cứ thiếu tiếp, thiếu ai gì mình trả được nhiêu đó, bây giờ mình refinance lại để cái tiền lời nó thấp xuống, để đặng mình trả cái góp đó, mình trả góp hàng tháng cho nó nhẹ lại. Các bạn thấy Mỹ nó khôn lắm, trả góp cho nó nhẹ lại cái tiền mà mình trả góp thôi, nhưng mà nợ thì nó cứ trả hoài không hết. Nó hãy nói là nó trồng thêm nữa chứ nó hết gì, nó cứ trồng thêm, vất vả lắm chứ không phải gì hết. Cuộc sống bên Mỹ mà. Đừng thấy Lại Minh on cam live stream là tưởng đâu là như mơ đâu, không có giỡn đâu. Các bạn biết không có đơn giản như vậy đâu, thấy cửa nó tự động nó mở như vậy chứ là cả một cái quá trình cho các bạn biết. Đời sống ở bên Mỹ này mà không có tưởng như các bạn suy nghĩ đâu, phải phấn đấu dữ lắm anh chị các bạn, phải khó phấn đấu mà còn phải biết khôn khéo nữa, chứ không thì tiêu á. Thằng Mỹ nó quýnh mình lật gọng lúc nào mình không hay chứ đâu phải giỡn đâu các bạn. Nó quýnh mình lật gọng không hay á, khi mà mình mất trắng tay thì nó mình làm lại đi. Các bạn thấy không, lúc 2008 kinh tế Mỹ nó rớt, nó cứu mình tư bản đâu, nó bỏ ra gần 3,000 tỷ nó cứu mình tư bản. Còn dân mà lao động phổ thông thì cũng chết mẹ chết cha hết, làm thấy bà cố luôn. Mà có cái là mấy chống cộng bao que ô hộp lên mạng thì cứ nổ dân vô dách luôn, nổ mà thấy mà ớn chờ đậu luôn. Thấy mà ghê luôn, bó tài. Cho nên thôi thì cuộc sống đó đây mình chia sẻ để hiểu về nước Mỹ một chút xíu. Hello Nhật Phong, phải không Nhật Phong? Chuẩn bị thang chiếc bên chưa hả Nhật Phong? Lo làm quá chừng nhẹ bọn Nhật Phong. Nhật Phong làm mà trong nhà lo ăn mì không mẹ, ăn phải có tiêu chuẩn chút chứ. Vô Costco á, Costco mua mấy cái đồ mà cơm nè, mấy cái đồ ngon lắm, Hoành Thánh là cơm mà của Nhật á, nó làm ngon lắm. Để ăn cho nó có sức khỏe chứ, ăn mì nhiều không có tốt đâu á. Thì có ăn mì nhiều nó không có tốt đâu, tại mì nó làm nó bỏ nhiều thứ nó không có tiêu chuẩn, chất béo rồi những cái nó chiên bột rồi đó, không nên ăn mì nhiều quá. Ở trong Costco nó làm mấy cái đồ ăn Nhật Phong, vô mua mớ hộp cơm ngon lắm, cơm mà của Nhật á, cơm chiên nữa làm ngon lắm. Nè, cho cá ăn vô đã không? Cho nên đừng có ăn mì nhiều không có tốt đâu nha Nhật Phong. Ăn mì mà thấy chất cả đống vậy. Mày ơi, mì của tụi Trung Quốc nó nấu nó làm á,
nó bỏ nhiều cái gia vị nêm nếm của nó, toàn là nó gọi là concentrate, những cái loại mà bột nêm đồ cũng vậy, nó pha chế ăn nhiều cũng tốt đâu á. Nhật Phong lên mạng coi vấn đề mà ăn mì gói á, nó nói về mì gói á, ăn nhiều cũng tốt đâu, bởi vì hàng chi làm quá chừng thấy lúc nào cũng gồm hết rồi. Ăn vô chào anh Dũng. Vô Costco á, Costco nó bán nó một lần một thùng một hộp vậy, cơm chiên đồ của Nhật á, ngon ghê luôn. Mua thùng phải đổi qua đổi lại, rồi mấy cái thịt đồ cũng vậy, nhiều khi thịt bò đồ nó làm sẵn rồi đó, Nhật Phong về cắt ra nó làm sẵn hết trơn rồi, khi bỏ vô cái oven á cũng đừng có ăn microwave nhiều, ăn cũng có tốt đâu nha Nhật Phong. Microwave á là nó sử dụng cái radiation, cái chất phóng xạ đó, nó dùng cái phóng xạ để đặng mà nó hâm nóng á, cho chứ không phải là tốt đâu. Tại ăn mì gói á, nhiều khi mình cứ bỏ vô microwave 5 phút cái mình hâm lấy ra ăn, ăn microwave nhiều cũng tốt. Oven thì ok, oven thì nó dùng cái điện nóng, bởi vì Nhật Phong mà hâm đồ ăn đồ mà bỏ vô microwave á, ăn xong bữa đó bữa sau là dục rồi, đồ ăn nó dẹt, nó bị đốt hết rồi, nó bị đốt hết trơn rồi, nó đốt hết những chất đạm, những cái chất mà nó dở lắm, nó đốt và nó ăn nhiều khi nó ung thư á, chứ không phải giỡn đâu. Cái radiation, cái đồ lò vi ba bên Việt Nam gọi là vi sóng vi ba gì đó, cái đó là nó dùng cái chất radiation để đặng mà nó cái sóng phóng xạ, để đặng mà nó